Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi là Thạc sĩ Phạm Thị Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học Úc. Nối tiếp những buổi chia sẻ trước, hôm nay tôi cùng anh Andy Phạm, cán bộ tuyển sinh của La Trobe College, Đại học La Trobe Australia, xin chia sẻ những thông tin về chương trình học dự bị đại học tại La Trobe College. Xin chào anh Andy. Xin chào chị Hạnh, quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh thân mến. Mình đây là Andy Phạm, hiện giờ đang là Marketing Manager cho trường Đại học La Trobe College và trường Đại học La Trobe Campus ở Sydney. Vâng, thưa anh Andy, hiện nay có nhiều em học sinh đã hoàn thành lớp 11 tại Việt Nam hoặc là chương trình tương đương tại Singapore, Mỹ, Canada và muốn chuyển tiếp sang học dự bị đại học tại La Trobe College để sau đó vào Đại học La Trobe. Xin anh có thể vui lòng chia sẻ thông tin về lộ trình học của chương trình này ra sao? Đối với những bạn học sinh đang học chương trình lớp 11 ở Singapore hay là ở Mỹ hay là ở Anh thì các bạn có thể nhập học chương trình dự bị đại học của La Trobe College. Thì cái đầu vào nó thì các bạn phải hoàn tất chương trình lớp 11 đã thì các bạn mới được nhập học chương trình Foundation dự bị đại học. Thì cái lộ trình của nó sẽ là 8 tháng chương trình dự bị đại học chuyển tiếp lên 3 năm đại học. Trong trường hợp các bạn học sinh chưa có đủ điểm IELTS 5.5 và muốn vào học chương trình dự bị đại học thì trường La Trobe College sẽ có cái lộ trình gì dành cho các em để có thể theo học được? Nếu các bạn học sinh chưa có điểm tiếng Anh 5.5 thì các bạn có thể làm bài kiểm tra của trường. Bên trường sẽ cho các bạn làm một bài kiểm tra tiếng Anh ngay tại Việt Nam. Thì sau cái bài thi tiếng Anh này thì mình sẽ coi cái trình độ tiếng Anh của các bạn như thế nào. Nếu các bạn đủ điểm tiếng Anh thì các bạn có thể sẽ nhập học ngay chương trình dự bị đại học. Còn nếu các bạn cần thêm tiếng Anh thì các bạn có thể học 10 tuần, 20 tuần tiếng Anh ở bên trường. Sau khi học xong 10, 20 tuần tiếng Anh thì các bạn có thể nhập học vào chương trình dự bị đại học ngay. Vâng, thưa anh, chương trình dự bị đại học có mấy kỳ khai giảng trong một năm và vào những tháng nào? Chương trình dự bị đại học thì cũng có 3 kỳ nhập học khác nhau là kỳ tháng 3, kỳ tháng 6 hay là tháng 7 và kỳ tháng 10 hàng năm. Anh vui lòng tư vấn thêm về mức học phí của chương trình dự bị đại học năm học 2021 và mức tiền sinh hoạt phí tại Melbourne hiện nay ra sao? Học phí chương trình dự bị đại học sẽ là 22.900. Sau chương trình dự bị đại học thì các bạn sẽ được chuyển thẳng lên năm 1, năm 2, năm 3 và các bạn cũng có thể lấy được học bổng từ 20 đến 30% cho 3 năm học đại học. Sinh hoạt phí ở Melbourne thì rơi vào khoảng 21.000 dựa theo cái chỉ số của chính phủ lãnh sự quán Úc người ta đưa ra. Nhưng các bạn có thể giảm cái chi phí này bởi vì việc nếu các bạn ở share house thì chi phí nó sẽ nhẹ hơn đi một tí. Cảm ơn anh. Những em học sinh mà tham gia chương trình dự bị đại học thì thường là dưới 18 tuổi. Xin anh vui lòng chia sẻ thêm thông tin về dịch vụ giám hộ và hỗ trợ thu xếp chỗ ở homestay cho sinh viên quốc tế ạ. Các bạn học sinh dự bị đại học thường thường sẽ là có một số bạn sẽ là dưới 18 tuổi. Thì các bạn học sinh dưới 18 tuổi thì các bạn bắt buộc phải ở với người dân bản xứ, người ta gọi là homestay. Còn bên trường sẽ là guardian, sẽ là người giám hộ cho các bạn. Chi phí giám hộ thì nó sẽ tùy là bao nhiêu tuần nữa các bạn sẽ đủ 18 tuổi. Nếu các bạn mới có 17 tuổi thì các bạn sẽ trả hơi khá là thêm một tí tiền cho cái việc giám hộ. Còn nếu các bạn chỉ có 4 tuần hay 5 tuần sau đó sẽ đủ 18 tuổi thì cái giá phí này nó sẽ ít hơn. Thì mình sẽ tính theo tuần. Còn cái việc cái phần mà ở homestay á, thì người ta cũng tính theo tuần. Một tuần thường thường giá của nó sẽ tầm từ 300 đến 350 một tuần cho việc homestay. Thì khi ở homestay thì người ta sẽ bao ăn cho các bạn, có nghĩa là người ta có thể bao ăn sáng, bao ăn tối, nhưng mà ăn trưa sẽ là tùy, bởi vì khi ăn trưa thì các bạn sẽ không có ở nhà, các bạn sẽ đi học, nên thường thường một số nhà người ta sẽ không bao gồm ăn trưa. Còn vào ngày thứ bảy chủ nhật thì người ta sẽ bao ăn cho các bạn 3 buổi, buổi sáng, trưa và tối. Ở với người dân bản xứ thì nó rất là hiệu quả. Cái vấn đề là các bạn có thể trao đổi bằng tiếng Anh với người dân bản xứ để trao dồi và rèn luyện thêm cái tiếng Anh của mình. Và cũng có người chăm sóc cho mình, tại mình dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người phải chăm lo cho các bạn. Nên homestay cũng là một cái option rất là tốt cho những bạn học sinh dưới 18 tuổi hay là trên 18 tuổi, các bạn vẫn ở homestay được, rất là tùy. Vâng, là một cựu sinh viên du học Úc, anh đã có những cái trải nghiệm rất là đáng quý về cuộc sống và học tập tại Úc. Xin anh Andy có thể vui lòng chia sẻ thêm kinh nghiệm của bản thân mình về việc học tập tại Úc. Chị Hà thân mến, Andy sẽ chia sẻ một chút về kinh nghiệm du học Úc của mình. Andy trước đây cũng là một cựu du học sinh. Mình đi học ở Úc từ năm 2010. Lúc đó Andy được qua đây học chương trình dự bị đại học trước, sau đó chuyển lên học cao đẳng liên thông và kết thúc bằng cử nhân của mình vào năm 2014. Thì hành trình du học của Andy là Andy học xong khóa O-level ở Singapore trước khi mà chuyển qua Úc đi học, nên mình cũng đã có một vài cái kinh nghiệm đi xa nhà từ lúc 15 tuổi rồi. Nên khi qua Úc thì mình không có bỡ ngỡ lắm. Mình ở với người bác ruột của mình ở Melbourne, bởi vì lúc đó anh đã dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải ở với người dân bản xứ, thì bác ruột của mình là người đại diện làm giám hộ cho mình lúc đó. Khi đi học, cái kinh nghiệm đi học của anh Đề là anh Đề luôn luôn phát biểu trong lớp. Cái này rất là quan trọng, bởi vì khi mà các bạn đi học, các bạn phát biểu thì thầy cô giáo trong lớp người ta sẽ biết được là mình có hiểu bài hay không.
thì người ta sẽ nhớ mình hơn. Nên khi đi học thì anh Đì luôn luôn ngồi bàn đầu. Bởi vì ngồi bàn đầu anh Đì thấy nó dễ tiếp thu hơn. Hay là ngồi phía sau thì mình nhiều lúc mình sẽ distract, mình sẽ mất tập trung bởi vì các bạn học sinh khác ngồi trước mình. Nên anh Đì luôn luôn ngồi bàn đầu. Và trong lớp anh Đì luôn tham gia vào các hoạt động của lớp. Thường trong lớp học người ta sẽ có group work này, là làm nhóm. Thì anh Đì luôn tham gia và mình luôn luôn làm leader, làm cái tổ trưởng của nhóm đó. Bởi vì mình muốn phát biểu, mình nêu ra ý tưởng của mình để cho người khác, người ta góp ý thử ý tưởng của mình có hay hay không và làm cho ý tưởng của mình hay hơn. Thì trong lớp anh Đì phát biểu rất là nhiều. Sau ngồi việc học thì anh Đì cũng tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường, ví dụ như tham gia vào chương trình orientation của trường thì giúp đỡ những bạn học sinh khác từ Việt Nam mới qua. Những các hoạt động ngoại khóa của trường anh Đì tham gia rất là nhiều. Bởi vì vậy nên khi đi học thì bên trường người ta cũng đã biết anh Đì, nên người ta cũng có ngỏ ý là cho mình làm cái bộ phận là casual job, có nghĩa là khi nào có job thì khi nào có công việc thì người ta sẽ gọi mình đến làm. Thì lúc đó anh Đì làm là student ambassador, đại diện cho học sinh Việt Nam của trường lúc đó. Cái công việc này là công việc bán thời gian của anh Đì thôi, nên mà làm công việc này thì mình học hỏi được rất là nhiều và quen biết được rất là nhiều các anh chị cũng như các thầy cô giáo trong trường. Do đó người ta giúp anh Đì rất là nhiều trong quá trình đi học của mình. Nên anh Đì khuyên các bạn là nên tham gia có hoạt động ngoại khóa của trường. Không phải lúc nào cũng học mà thôi, mình tham gia có hoạt động ngoại khóa của trường. Cũng như các bạn có thể ngồi giờ học thì cũng có thể cùng các bạn học sinh khác đi dạo quanh thành phố hay là đi tham quan các nơi ở Melbourne hay là Sydney để mình mở rộng cái tầm nhìn của mình ra nữa, chứ không phải là chỉ mà học mà thôi. Ngồi giờ học thì anh Đi cũng có đi làm thêm. Anh Đi làm thêm lúc đó anh Đi làm trong tiệm cà phê, mình làm về bộ phận là barista, nghĩa là người pha chế cà phê. Thì các công việc này nó đến với anh Đi cũng khá là ngẫu nhiên, là khi lúc đó thì anh Đi đi quanh cái trung tâm thương mại thì thấy cái tiệm cà phê này nó khá là đông người mà cũng rất là vui. Thì anh Đi có mang cái đơn xin việc của mình đến hỏi người ta có cần người hay không, thì may mắn là lúc đó người ta khá là cần người nên người ta nhận anh Đi liền trong ngày đầu tiên. Và công việc này nó bén duyên với mình làm với tiệm cà phê này từ 3 đến 3 năm. Lúc đó mình học rất là nhiều, mình làm cà phê, mình vẽ được hình trên cà phê nữa. Cái công việc này thì nó là bán thời gian nên anh Đi chỉ đi làm vài tiếng một tuần mà thôi, chỉ là relax, kiểu như cái hobby của anh Đi cũng là làm cà phê nên mình đi làm vài tiếng một tuần để giải trí, chứ không có phải là công việc mà mình muốn đi làm về lâu dài. Nên các bạn cũng có nên vạch ra một mình một kế hoạch rõ ràng là các bạn cần bao nhiêu thời gian để đi học lên lớp, cần bao nhiêu thời gian để đi học nhóm, cần bao nhiêu thời gian có thể đi làm thêm, cần bao nhiêu thời gian để đi nghỉ riêng cho bản thân mình, thì các bạn sẽ có được một cái plan đi học rất là thoải mái. Và cố gắng đi học thật tốt, bởi vì học thật tốt thì sau này các bảng điểm của các bạn nó sẽ đạt rất là cao, thì sau này đi xin việc nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì các bạn muốn xin việc trong các vị trí, như lúc anh Đề đi xin việc trong vị trí làm ở trường á, thì người ta cũng hỏi bảng điểm của mình, thì người ta coi bảng điểm của mình, coi thử mình có học lúc trước như thế nào. Bởi vì công việc của anh Đề là chuyên gia đi nói chuyện với học sinh mà, nên công việc của mình nên cái điểm của mình nó cũng phải khá là ổn. Thì các bạn cố gắng học thật tốt, bởi vì cái điểm bảng điểm của các bạn nó sẽ theo các bạn trong vòng cả cuộc đời mình, nên đừng có bỏ phí những cái thời gian mà các bạn đi học. Vâng, tôi rất là cảm ơn anh Andy đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, đặc biệt là kinh nghiệm của bản thân anh trong quá trình học tập và du học tại Úc. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi. Xin mời xem những nội dung trước đây chúng tôi đã chia sẻ thông tin về La Trobe College và Đại học La Trobe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn chị Hạnh, xin cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay.